Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9 tháng 8 nói với báo giới rằng vòng đàm phán thương mại kế tiếp giữa hai nước Mỹ-Trung có thể sẽ không diễn ra. Giữa bối cảnh, ông tiếp tục tăng sức ép lên tranh cãi mậu dịch với Bắc Kinh. Ông Trump nói, Mỹ chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận với Trung Quốc giữa thương chiến leo thang sau khi các vòng thương thuyết sụp đổ tại Thượng Hải hồi tuần trước. Đáp câu hỏi của báo giới, liệu ông có sẵn sàng hủy bỏ các vòng đàm phán tháng tới hay không? Tổng thống Trump nói, có thể, để xem đã. Hiện các cuộc thương lượng được lên lịch cho tháng 9. Có hủy bỏ hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Trung Quốc nói, chiến thuật của Mỹ là hiếp đáp và rằng sẽ có phản ứng ngược. Một số kinh tế gia cảnh báo, thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể gây hại cho toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới hạ giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay.